này giới thiệu cho anh em trước khi đấy, đẹp không? Đi biên phòng anh thấy được không? Ô anh nhé, quan được ngồi cùng với nhau đấy anh em rồi đi biên phòng ấy ăn đẳng cấp ấy để cho các bạn ca chiêm ngưỡng này được không anh? Nhau anh không nghĩa ấy đang khu vực chùa Hà đây, ở chùa Hà chính này, xem ngưỡng cho các sếp xem một chiếc show in, đấy đẹp không? À đẹp, à đẹp 01 chứ không thèm 02 nhé, 01 với quý đấy, quý biên phòng, dành cho các lính tráng, đấy, đẹp không em? Hay chính là bạn, gọi yên gì? Anh em đi sướng lắm, rồi đi chạy chìa khóa xịn nhá, chìa khóa vẫn theo xe nhá, này chìa khóa xịn theo xe cho anh em xem đấy, chìa khóa vẫn xịn hòa đấy được không? Hòa được anh, hòa được đúng rồi, đi biên phòng đấy sân chơi nhá, siêu phẩm đây là siêu phẩm ống dáng ác nhở đấy, đứng khu vực Phùng Minh và Tháp Đôi chùa Hà sâu in biển này, biển đúng rồi, đúng biển luôn, 29L ngày là nó đấy, giới thiệu anh em không dành cho số đông nha anh em nhé, cái này của một anh dân chơi nổi tiếng nhất Hà Nội nên. Anh vừa mua 120 triệu ấy, đấy, bán cho em tiền mình mua được hợp lý, anh như dân chơi mình bán ra con này nó 80 triệu nhá. Anh em ai quan tâm thì mới chạy hơn 6 vạn này. Có yên từ cái đuôi tay nắm nhìn nét. Nhìn nét, nhìn nét. Đèn không. Nhìn. Rồi. Đẹp nhỉ, anh em nhỉ. Đồ chất trời. Đấy. Một thời gian có. Chiều chiều ra khu vực chùa này anh em giao lưu với các này các bạn đây. Doang của nó doang vảy ốc vẫn còn đấy nhá. Anh em nhá. Bảy ốc vẫn còn đấy, em bảy ốc vẫn còn, chữ win này đẹp nhỉ, nhìn trông nhìn nó cân đấy, chơi đúng 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 chất chơi đấy. Mình đi mình thưởng thức một tí để cho anh em đứng dẫn này vỏ yên nhà mát gì nét của nó đấy, vỏ yên zin cũng có sần một tí nào, cái chụp này là xe kê phòng khách nha anh em nhé. Tép nổ để anh em nghe. Rồi. Ấm lắm. Trời ơi, ấm lắm. Đấy, tép đấy. Không một tiếng động này. Không một tiếng động luôn. Trời ơi. Được không anh? Ngon không? Chất chơi đấy. Siêu bẩm nha anh em nhá. Anh em ai quan tâm thì hãy liên hệ vào video đó phát trực tiếp rồi nhá. Để được sở hữu em nó. Thật sự ra xe này dành cho anh em dưới siêu giàu. Thật sự là mình có tiền mới chơi được. Người có tiền mới chơi được. Em liên hệ vào video đang phát trực tiếp rồi nhá. Đây, em đang ngồi nước, ngồi chơi để ngắm cảnh. Đấy, rồi. Máy vẫn cứ để nó ở bên trên chứ. Hiếm lắm rồi. Đây, à, đồng đẹp. Quá hiếm. Alo, à, chắc không có lại. Nhà đâu hiếm lắm. Cái bản tem của biên phòng này mới đẹp này, lính tráng ấy. Con này biển ở dòng bản của 80B xanh ấy. Nhưng mà con biển 30L này mới khó kiếm luôn. Chào anh em nhá. Chúc anh em một ngày thật là rực rỡ. Đấy. Mình đang đứng ở khu vực chùa đây.
phố Chùa Hà xa xa đây. Đấy, phố Chùa Hà đấy. Ok, chào và hẹn gặp lại.